Anh trai Trung Quốc sợ đái ra quần khi trải nghiệm điều điên rồ này ở Việt Nam. Cộng đồng mạng lại cãi nhau chuyện Việt Nam giàu hay nghèo. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn khán giả thân yêu. Các bạn thân mến, chuyện là mới đây, trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc đã nổi lên video quay lại hình ảnh của một người đàn ông Trung Quốc đang loay hoay qua đường trong làn xe cộ tấp nập ở Việt Nam. Chỉ với dòng tiêu đề vô cùng sốt dẻo, thứ chúng ta đi qua không phải là con đường mà là cuộc đời, chẳng dám dừng lại một giây phút nào. Sau khi đăng tải, video đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng Trung Quốc. Xem xong video này, nhiều netizen Trung Quốc cũng sợ tái mét cả mặt với cảnh qua đường ở Việt Nam. Ngay lập tức, video này đã tạo nên cơn sốt. Vậy các bạn có tò mò người Trung Quốc nói gì sau khi xem video này, thực hư là như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi đến hết video ngày hôm nay để biết câu trả lời nhé! Người mà mình muốn nhắc đến ngày hôm nay chính là Lão Tuyết. Trong thời gian lưu trú ở Việt Nam, Lão Tuyết đã có những trải nghiệm rất đáng nhớ. Một trong số đó là nghệ thuật sang đường khi xe cộ đi lại tấp nập trên phố. Anh ấy đã chia sẻ rằng, tôi vừa đến Việt Nam và có một trải nghiệm nhớ đời băng qua đường. Tôi đối mặt với đội quân xe máy ở Việt Nam. Những chiếc xe máy này sẽ nghiền nát mình mất, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi lúc này. Khi đến đây, bạn qua đường phải hết sức cẩn thận nhé. Lần đầu nên tôi vô cùng hoang mang và sợ hãi. Cái quái gì thế này? Xung quanh tôi toàn là xe, tôi không tài nào có thể băng qua đoạn đường này được. Tôi hy vọng có ai đó có thể giúp tôi chuyện này. Trời đất ơi, cái cảm giác một mình qua đường ở đây khiến tôi lo lắng thực sự. Có cảm giác như những chiếc xe máy đang lao thẳng về phía mình. Tôi chậm rãi di chuyển từ từ và bước từng bước một. Đến đây, tôi bắt đầu thấy bất lực. Thời gian cứ thế trôi qua. 2 tiếng sau, tôi đi theo cùng một cậu bé học sinh người Việt Nam để qua. Tôi hay nói vui với mọi người rằng, băng qua đường ở Việt Nam không phải là một con đường mà là trải qua khó khăn trong cuộc sống thì đúng hơn. Tôi qua một mạch không bao giờ dám dừng lại một giây phút nào. Nhưng sau đó, tôi nhanh chóng nhận ra rằng phải học cách sang đường giống người địa phương. Tôi chỉ cần giơ tay xin đường, lấy hết can đảm bước thẳng là có thể đến đích. Tôi nghĩ nếu đến Việt Nam, trước tiên bạn hãy nắm vững nguyên tắc qua đường, học các cử chỉ cứu mạng. Lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi cũng có đi xe máy, sau đó đi ăn, nhưng dần dần tôi bắt đầu hòa nhập được với cuộc sống của người dân địa phương. Sau khi đăng tải, video này đã thu hút hàng trăm lượt tương tác của người dân Trung Quốc. Để thực sự hiểu hơn về quan điểm của các anh em xứ Trung, bây giờ mời các bạn hãy cùng lắng nghe những dòng bình luận của cư dân mạng Trung Quốc bên dưới video này nhé! 3 ngày trước khi sang Việt Nam, tôi rất sợ qua đường, sau này tôi thấy mình có thể lao qua mà không cần giơ tay. Tôi là người Việt Nam nhưng qua đường cũng khó khăn, nhưng chỉ cần nắm những tuyệt chiêu nhỏ là có thể dễ dàng qua được ngay. Tại sao những chiếc xe máy này không nhường đường cho người đi bộ? Nếu họ không cho bạn qua đường thì bạn phải băng qua từ từ, họ sẽ không đánh bạn. Việt Nam người dân giàu vậy ư, sao tôi thấy toàn xe máy đi trên đường thế kia? Đừng gọi bạn là người nước ngoài, tôi là người Việt Nam và tôi không dám vượt qua. Tương tự như ở Indonesia, không có vỉa hè nào cả, chưa có đèn giao thông. Khi tôi mới đến Hà Nội năm 2009, có rất ít đèn giao thông và hầu như tất cả các nút giao thông lớn đều là hình vòng tròn, khiến việc qua đường trở nên khó khăn hơn. Sau khi băng qua đường một lần, tôi có cảm giác như đang băng qua đường với cuộc đời mình. Điều tương tự cũng xảy ra với tôi khi mới sang Việt Nam, tôi đứng đó rất lâu khi băng qua đường mà không ai cho phép. Khi qua đường ở Việt Nam, bạn phải đi thẳng. Nếu bị ô tô tông vào thì coi đó là điểm xui xẻo. Giống như tôi mới từ Việt Nam về băng qua đường thực sự rất khó khăn. Năm 2016, tôi đang học ở Hà Nội. Có một số bạn từ Bắc Kinh đến gặp tôi, nhìn thấy tôi đi ngang qua một mình bên đường, không dám cử động chút nào, yêu cầu tôi đưa anh ấy về. Lần đầu tiên tôi đến đó, tôi đã bỏ cuộc khi băng qua đường vì không thể vượt qua được. Sau đó tôi bắt một chiếc taxi, haha. Tôi không bao giờ nhìn vào nó, tôi chỉ đi một mình. Qua đường ở đây hầu như ai cũng làm vậy, đèn giao thông rất hiếm và chỉ để trang trí. Tôi vừa trở về từ chuyến đi Việt Nam và tôi cảm thấy khá tốt, nhưng nó thực sự quá hấp dẫn để thể hiện. Haha, người Việt Nam đôi khi gặp khó khăn khi qua đường, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đông đúc khó lại càng khó, tôi không dám trải qua nó chút nào. Đến Việt Nam bạn chỉ cần làm quen với nó. Tôi là người Việt Nam mà cũng không dám. Lần đầu tiên tôi lái xe máy là ở Việt Nam mà tôi không tài nào qua đường được. Tôi đang ở Việt Nam và tôi không thể vượt qua được.
Tôi đã ở đây gần 1 năm và tôi vẫn chưa thể vượt qua được, nhưng khi đã quen rồi, bạn sẽ nhận ra nó không đáng sợ chút nào. Tôi cảm thấy Việt Nam cũng khá thịnh vượng. Đến Việt Nam, điều tôi sợ hãi nhất là việc qua đường, đặc biệt là vào những giờ tan tầm hay giờ cao điểm thì lại càng khó khăn hơn. Đúng là vương quốc xe máy, bất cứ nơi đâu trên đường phố tôi cũng đều bắt gặp cảnh này. Liệu Việt Nam có nghèo như đất nước chúng tôi vẫn nghĩ hay không? Qua đường giống như sàn catwalk, Việt Nam không có đèn giao thông à? Tôi cũng đi du lịch và tôi thực sự không quen với việc băng qua đường. Nơi càng nghèo, trật tự càng tệ, đạo đức công cộng là kết quả của sự giàu có. Ngày của tôi đèn giao thông ở đây lạ lắm, đi thẳng thì rẽ trái hoặc phải. Dù sao cũng chỉ có 2 đoạn đèn, chắc chắn đó là lối suy nghĩ của người Pháp. Đọc những bình luận thế này chỉ biết chết cười thôi các bạn ạ. Còn các bạn nghĩ thế nào? Theo như cảm nhận của mình, nhiều netizen xứ Trung chỉ vừa mới xem qua thôi chứ chưa trải nghiệm thực tế mà đã sang chấn tâm lý rồi. Chính điều này đã khiến dư luận xứ Trung dậy sóng. Xoay quanh vấn đề này có rất nhiều tranh cãi diễn ra. Ngày này thì những hình ảnh về giao thông Việt Nam gắn liền với chiếc xe máy được đăng tải trên một số trang mạng, tờ báo của Trung Quốc. Họ luôn mặc định rằng Việt Nam là vương quốc xe máy khi phương tiện này đang chiếm phần đông trong giao thông tại đây. Buồn cười hơn, nhiều người còn cho rằng liệu thực sự Việt Nam nghèo hay giàu mà lại thấy xe máy chạy đầy đường như vậy. Mình thì thấy rằng tốc độ phát triển cũng như đô thị hóa ở Việt Nam ngày càng cao, kéo theo phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều. Giờ ở Việt Nam ra đường thấy toàn xe máy là điều hết sức bình thường. Dù giàu hay nghèo, dù mức sống bao nhiêu thì người Việt vẫn ưu tiên lựa chọn xe máy là phương tiện di chuyển hàng đầu. Với nhiều người nước ngoài lần đầu đến Việt Nam thì có lẽ đây là trải nghiệm đầy sợ hãi. Nhưng với người Việt điều này diễn ra hàng ngày bình thường như cơm bữa. Nhưng điều này vô tình lại là nỗi khiếp sợ xứng đáng lọt vào top trải nghiệm du lịch hồ vía của khách nước ngoài lần đầu đến Việt Nam. Mình nghĩ đó là do chưa quen thôi các bạn ạ. Quen rồi lại thấy thú vị nữa chứ. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều du khách nước ngoài khi đến Việt Nam có những trải nghiệm thú vị. Họ gọi việc sang đường là nghệ thuật và giống như là một trò chơi mạo hiểm nhưng thú vị. Đèn tín hiệu và vạch dành cho người đi bộ đôi khi không cần thiết. Những người lái xe rất hiểu ý định của bạn. Mình biết rằng có nhiều người muốn đến Việt Nam nhưng lại e sợ việc này. Nhưng thực sự mà nói, nếu bạn biết quy luật qua đường thì mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác. Tóm lại, khách quan mà nhận định thì việc này không có gì đáng ngại cả. Với kinh nghiệm biết bao nhiêu năm qua đường với làn xe tấp nập như ở Việt Nam thì mình xin mách nhỏ các bạn một số tip như thế này, là chỉ cần giơ tay xin đường và hãy cứ can đảm bước đi theo hướng thẳng. Không quá nhanh cũng đừng quá chậm và đặc biệt là đừng dừng lại hay chuyển hướng đột ngột. Vậy là từ nay bạn có thể thoải mái đến Việt Nam mà không còn phải lăn tăn hay e ngại gì nữa rồi. Nên mình mong rằng đừng vì điều bé nhỏ đó mà các bạn bỏ lỡ đất nước Việt Nam nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Video của Loa Phường 4.0 đến đây là hết rồi. Hãy cùng chia sẻ ý kiến, quan điểm của bạn ở phần dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.